các bạn muốn về đội của anh Thịnh thì giơ tay lên ạ. Một cánh tay yếu ớt giơ lên. Một cánh tay yếu ớt giơ lên. Ai muốn về đội của chú Benny giơ tay lên. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em mọi người tưởng tượng là quả bóng từ trên trời rơi xuống nha. Ok, từ trên trời. Yo, wow. Trời ơi. Không, cái này lỗi thôi. Đâu, bị lỗi là chính xác. Em chưa làm xong mà. Thôi bây giờ mình trao một cơ hội nữa. Dạ, ok ạ. Anh ơi, ổn định tinh thần đi. Wow. Ok, cảm ơn các bạn. Có thể thấy một tinh thần rất là trẻ trung. Các bạn muốn về đội của anh Thịnh thì giơ tay lên ạ. Một cánh tay yếu ớt giơ lên. Một cánh tay yếu ớt giơ lên. Không sao ạ, hai người mình sẽ làm được. Ai muốn về đội của chú Benny giơ tay lên. Chênh lệch quá chị Bóng ơi, làm nào bây giờ? Công bằng hơn thì chắc là chúng mình sẽ đếm 1, 2. Và bật mí một xíu là anh Vũ Thịnh và chị Penny thì cũng đã có bốc thăm số 1, 2. Nhưng mà chúng ta chưa biết được anh Vũ Thịnh là số mấy hay là chị Penny là số mấy. Bắt đầu đếm. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Xin mời tất cả thành viên đội số 1 chạy qua bên tay phải chú Công Tố. Yes, 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 yes. Vậy là họ đã về đội hình của mình rồi. Đây có phải là đội hình mong ước của con Tú? Dạ có. Vì sao lại như vậy? Con đặt tên đội hình này là gì đây? Đã toàn chơi đẹp thôi. Còn trai đẹp thôi. Còn trai đẹp thôi đấy. Bên kia thì sao? Hiện tại thì Tuấn Minh cảm thấy thế nào về đội của mình nhỉ? Con cảm thấy đội bình thường, bình thường, bình thường. À? Mạnh hơn đội kia được. Mạnh hơn đội kia được. Chúng mình cũng hội ý và quyết định là đội của mình tí sẽ hòn. Tên tí hòn, đội tí hòn. Đội tí hòn. Ok. Vâng, đội bên này thì là đội đẹp trai, đúng không ạ? Xin mời hai khách mời chúng tôi giơ lá thăm của mình lên. Bốc cho vào đi. 1, 2, 3. Ô. Ô. Vậy là chúng ta đã có hai đội chơi ở đây. Đội đẹp trai phóng đại. Số 1. Nào, 1, 2, 3. Đối với này với sự dẫn dắt của chị Benny, đội tí hòn. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte.